thì đối với lại bài lắp một bài một, mặc dù là trong này có code rồi nhưng thầy sẽ code lại và thầy sẽ phân tích cho các bạn để các bạn dễ hiểu là cái code đó người ta nói gì, và sau này các bạn đọc code thì các bạn đọc như thế nào để cho các bạn tiếp cận được cái code đó. Chúng ta sẽ có lab 1 bài 1. Rồi, lab 1 bài 1 của chúng ta. Các bạn tạo giúp cho thầy hàm main. Tạo hàm main. Và trong hàm main này, trong này chúng ta sẽ tạo thêm một cái hàm khởi tạo. Như vậy hàm khởi tạo các bạn có thể sử dụng lab 1 bài 1, nó gen code cho các bạn. Nhanh không? Mình chỉ cần gõ chữ lab 1 bài 1 control space, nó sẽ tự hiển thị lên, nó gen code ra cho mình. Đây, lab ha, LA thôi. Thấy không? Thấy nó để chữ gì á? Nè. Tự nó tạo ra cho mình. Lab 1 bài 1. Còn không thì mình click chuột phải, mình insert code. Được không? Rồi. Như vậy trong này chúng ta làm gì đây? Thứ nhất là chúng ta tạo ra một cái frame. Bởi vì chúng ta đang muốn lập trình giao diện mà. Thì trước tiên chúng ta sẽ có một cái reframe. Ref bằng new reframe. Ở đây mình sẽ cho test title của nó là lab 1 bài 1. Lab 1 bài 1. Rồi xuống dòng mình sẽ cho gf chấm set visible true. Rồi hiển thị lên. Tiếp chọn gf chấm set size, ví dụ như 600,400, tùy các bạn muốn set nhiều set. Rồi gf chấm set location related null. Rồi gf chấm set default reframe chấm exit on close. Đó là những cái cơ bản mà mình tạo một cái frame. Như vậy nó chạy chưa? Mình chạy lên nó có hiển thị được không? Chưa. Mình khởi tạo mà mình chưa có gọi. Vậy ở dưới này mình sẽ gọi nó bằng cách lab 1 bài 1. Mình để là main frame. Main frame bằng new lab 1 bài 1 chấm phẩy. Hết. Hết. Rồi, chạy lên. Rồi, chạy lên lab 1 bài 1. Được chưa? Rồi. Trong lab 1 bài 1 này người ta cho mình 3 khu. 3 khu. Và cái frame của người ta nhỏ à. Ở đây người ta cho frame độ cao bao nhiêu? 400. 400. Đó. Rồi cái status người ta cho. Đó, như vậy mình có thể set lại cái độ độ lớn của nó. À, cái đó không quan trọng. Mình muốn nhiều thì tí nữa mình sẽ xếp lại. Rồi, nó có 3 khu. Một khu ở trên gọi là header level. Khu ở dưới status level. Và khu ở giữa cho chúng ta ba cái checkbox. Ba cái checkbox. Như vậy thì để phân được 3 khu thì chúng ta phải dùng layout. Mấy dòng, mấy cột? 3 dòng, một cột. Ok. Đó, mình biết được như vậy thì mình sẽ phân tích cái bài của mình ra và mình làm. Như vậy bây giờ ở chỗ này mình mới có cái main frame thôi.
Vậy ở chỗ này bạn có thể thêm ở bên trong này giúp cho thầy một cái Z panel, Z panel, ZB bằng new Z panel, có sử dụng layout không? New git layout 3 1 3 dòng 3 cột. Rồi. Và chúng ta đang có 3 đối tượng cần quan tâm. Thứ nhất là label header, label status và một cái panel. Như vậy thì nếu như chúng ta tạo ở đây thì tí nữa ở các phương thức khác chúng ta không gọi được nó. Cho nên các bạn tạo giúp cho thầy ở trên này. Vậy mình đang sử dụng biến toàn cục. Mà biến toàn cục thì ở đâu gọi cũng được. Như vậy ở chỗ này các bạn cho thầy một cái cPanel ở trên này và đặt nó là control control panel. Rồi, ok. Và các bạn sẽ có label, C label, header, label và status label. Rồi, đó. Rồi chúng ta có một cái gì nữa nào? Chúng ta có lên rồi một cái main frame, người ta tạo một cái main frame riêng luôn ở trên này luôn. Như vậy thì cái chỗ reframe này chúng ta đẩy lên trên này luôn, reframe main frame. Rồi như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ đổ lại tí xíu cái GF này sẽ được đổi bằng main frame. Rồi, như vậy chúng ta đã đổi. Rồi cái control panel bỏ đi. Và cái GP chúng ta đổi thành control panel. Bài toán của chúng ta chỗ này rồi main frame lab 1 bài 1 new. Rồi như vậy chúng ta sẽ sửa cái code lại. Cách để mà chúng ta sử dụng biến toàn cục. Rồi, trong cái control panel này chúng ta sẽ thêm cái gì? Và trong cái main của chúng ta như chỗ này chúng ta bị nhầm rồi. Chúng ta sẽ set layout cho cái main luôn. Set layout cho cái main chứ không phải là set layout cho cái panel đó. Set layout cho cái main. Cái bài này người ta yêu cầu là set layout cho cái main. Set layout cho cái main là bằng new get layout 3,1. Còn dưới cái panel thì chúng ta sử dụng một cái new một cái layout là floor layout. Đó. Rồi trong cái main thì chúng ta có một cái header ở trên và chúng ta có một cái status ở dưới. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng header label bằng new z label. Mình đặt cho nó một cái chuỗi, mình phải đặt cái chuỗi mình mới thấy được
là nó canh lề như thế nào. Chứ còn nếu mà để trống giống như trong trong bài demo thì mình không thấy, thì tạm thời mình cứ đặt chuỗi đi ha. Header phẩy clabel chấm center cho phép nó canh lề. Bây giờ mình bỏ cái này đi trước ha. Bây giờ ở trong cái main frame này bắt đầu mình add vô nè. Status label bằng new clabel, chỗ này status phải clabel chấm center. Rồi chúng ta đã tạo ra được ba đối tượng, một là panel, hai là header label, ba status label. Và bây giờ mình sẽ đưa ba đối tượng này vào trong cái main frame của mình. Đưa ba đối tượng này vào trong main frame. Thứ nhất là mình sẽ lấy main frame chấm add. Add cái gì? Add cái gì? Add header label. Main frame add gì tiếp các bạn? Add control panel. Rồi main frame add status. Ok. Và chúng ta chạy lên. Rồi. Cái control panel của chúng ta có rồi đó. Nhưng mà do nó trong suốt mình không thấy gì hết. Tí nữa mình đưa đối tượng vô mình sẽ thấy. Nếu cần thì mình set border cho nó mình sẽ thấy. Ví dụ chỗ này, cái control panel này mình sẽ set border cho nó, thử coi nào. Border cho nó mình sẽ new một cái line border. Trong line border này mình sẽ có color black phẩy 2 đi. Như vậy mình sẽ thấy được cái border của nó. Đó, ở giữa đó, control panel nó nằm đây. Rồi, trong control panel này, người ta đưa vào ba cái đối tượng là ba cái checkbox. Ba cái checkbox. Bạn có thể viết riêng một cái phương thức. Cũng có thể viết chung, tùy mình muốn viết ở đâu viết. Như vậy, giả sử ở đây, chúng ta có được control panel rồi. Có được control panel rồi. Và chúng ta sẽ tạo ra ba cái đối tượng. Ủa? Copy chúng ta sẽ có checkbox. Checkbox ở đây. Checkbox Apple. Sao mà nó không cho copy ta? C Okay. Apple bằng new checkbox và chúng ta sẽ cho vô đây một cái test. Apple. Và tương tự như vậy, các bạn copy cái code này xuống. Peace.
rồi ba cái chipbox, và đưa ba cái chipbox này vào trong control panel thì chúng ta sẽ c apple chấm phẩy at ch mango chấm ch piece rồi add ba đối tượng vào trong control panel chạy rồi ba đối tượng của chúng ta. Rồi trong ba đối tượng này thì sẽ tiếp một cái dòng lệnh nữa là ba dòng lệnh này. Ba dòng lệnh này sẽ so cho chúng ta thêm phím nóng. Thêm phím nóng để xử lý khi even VK gì đó, tức là phím nóng. Chúng ta sẽ sử dụng phím nóng. Vậy chỗ này trước khi mà add vào control panel thì chúng ta thêm phím nóng cho nó đã. Thêm phím nóng cho nó. CH Apple chúng ta set m checkbox chấm set. Ủa chuyện gì checkbox quên nữa, z checkbox. Mình dùng checkbox không là nó sử dụng cái AWT z checkbox. Trên này chúng ta sẽ khai báo Java X Swim chấm z checkbox. Rồi ok. Rồi chấm set. Ok. Key even. Key even chấm v k. Bây giờ ở đây là apple, chúng ta cho chữ A đi. Apple chúng ta cho chữ A. Đối với lại mango chúng ta cho chữ m, ở dưới này p chúng ta cho chữ p, tức là chúng ta thêm phím nóng cho đối tượng. Như vậy khi chúng ta chạy lên, giả sử như cái p này không có phím nóng đi, đây hai đối tượng này có phím nóng, chữ p này không có, vậy phím nóng này xài sao? Nhấn antennas A, antennas M, còn antennas B không có, do mình chưa set phím nóng cho nó thì nó không có. Rồi ok ha, chỗ này set phím nóng rồi. Còn gì nữa? Set sự kiện. Như vậy hôm trước mình chọn là apple chấm set action listener. Hôm trước thì mình chọn cái chỗ này, set action listener. Như vậy muốn set được action listener thì mình phải implement cái interface action listener. Còn chỗ này add action listener chứ quên. Đó, hôm trước là mình làm này. Mình add listen cho các đối tượng, đó là một cách. Mà muốn add ở đây thì trên cái class mình phải làm gì? À, implement cái interface action listener. Còn
ở trong này người ta chỉ cho các bạn một cách khác. Atom listen, new atom listen, và viết một cái đoạn code ha, atom listen và new atom listen. Như vậy thì chúng ta sẽ viết lại cái đoạn code này. Add item listen cho nó. Tại sao chỗ này nó lỗi? Do chúng ta thiếu thiếu import. Import mấy cái lớp đó vào. Như vậy thì đối với cái dòng này viết cái gì đây? Cái dòng lệnh này nè. Nếu như cái checkbox Apple mà được click vào, được chọn vào thì trong trường hợp thay đổi này channel. Nếu mà có thay đổi thì cái status label sẽ được xếp lại bằng cái gì? Thứ nhất, Apple checkbox. Tiếp tục sẽ kiểm tra tình trạng checkbox. Nếu mà check thì trả về, còn không trả về. Chỗ này là toán tử gì đây? Bà ngồi. Giống như y chang một lệnh if á. Mà nếu lệnh if thì bạn phải khai báo một cái biến, rồi bạn tha cái biến đó vào đây. Còn nếu mà toán tử ba ngôi thì không cần khai báo thêm biến, mà if luôn, trả về giá trị luôn. Thì ba ngôi nó hay hơn ở chỗ đó. Chúng ta vừa if vừa trả về luôn. Đang if đó các bạn. Nếu đúng thì làm gì, nếu sai thì làm gì đó. Đó là toán tử ba ngôi. Đó. Chỗ này toán tử ba ngôi. Nếu đúng thì nó cộng thêm cái chữ này. Còn nếu sai thì nó cộng chữ này. Như vậy, đoạn code của chúng ta sẽ chạy mới có Apple thôi nha. Còn các đối tượng khác chúng ta chưa biết. Chữ A ha. Dưới này status bỏ trống nè. Chúng ta chọn chữ A. Thấy Apple checkbox. Check it. Apple checkbox in check it. Đó. Rồi em mờ coi. Em mờ chưa làm gì hết. Thì nó chưa chạy. Như vậy chỗ này mình sẽ thêm sự kiện cho mango. Thêm sự kiện. Rồi, chỗ này mình chỉ cần đổi chỗ này. Mango. Đổi chỗ này. Mango là xong. Đổi chỗ này p đổi chỗ này p rồi như vậy chúng ta đã hoàn thiện cái bài. Được không? Bài 1 chúng ta xong. Và chúng ta code từng phần một. Và nó phát sinh dần dần. Và sau các bạn về nhà, các bạn code lại giúp cho thầy cũng làm từ từ vậy đó. Cũng thêm từng chút, từng chút, từng chút, từng chút một và phát triển dần lên. Chứ đừng có code từ dòng đầu tiên cho đến dòng cuối cùng nhé. Đừng code kiểu vậy.